Sau những thất bại liên tiếp thì bây giờ đội tuyển Việt Nam rất cần một chiến thắng. Trận đấu ra quân của giải đấu chúng ta đang là đương kim vô địch để lấy lại sự tự tin. Có một pha phạm lỗi rất nguy hiểm của cầu thủ bên phía đội tuyển Lào. Đó có lẽ là Vung Trương Kham. Anh có lẽ là cầu thủ có thể hình nhỏ bé nhất trên sân vào thời điểm hiện tại. Vào chân trái của Phan Văn Đức cực kỳ nguy hiểm. Với nhiều trọng tài thì đó có lẽ đã là một thẻ đỏ rồi. Và xử lý khôn ngoan của Duy Mạnh. Hoàng Đức. Cầu thủ chúng ta đang chơi thong dong. Đánh đầu 2-0 cho đội tuyển Việt Nam và đó là Phan Văn Đức. Không phải như những gì chúng ta dự đoán rất đúng. Sau một cầu thủ tên Phượng là một cầu thủ tên Đức ghi bàn. Không phải là anh Đức thì là Phan Văn Đức, thưa các bạn. Có lẽ nào Quang Hải sẽ là người kết thúc trận đấu này bằng một bàn thắng thứ ba chăng? Bàn thắng này cá nhân tôi đánh giá là rất quan trọng với Phan Văn Đức. Và cũng rất đẳng cấp. Động tác xử lý gọn gàng ở bên phía cánh phải của Tấn Tài. Và Phan Văn Đức dù không cao nhưng đã có một sức bật. Và cú lắc đầu này phải nói là bóng rất căng. Quan trọng là cách Phan Văn Đức chọn vị trí để băng vào dứt điểm. Rất đúng thời điểm. Mọi thứ đều chuẩn mực. Những gì mà thầy Park trông chờ, hy vọng cũng đã đến.